tại chỗ được có tháng trời, xong cái em chết có mũi một, cái công ty không cho làm nữa, cái xong cái em nghỉ một tháng trời tiếp, xong cái em đi vô em mần đâu mới được có một tuần nữa bị dính Covid rồi đi về nhà luôn, ở nhà 15 ngày. Trời ơi nó buồn nó chán quá trời chán. Rồi xong Tết đó, Tết năm rồi là ăn Tết à, nghèo luôn có tiền đâu ăn, mà phải chi năm rồi em còn quay, em quay được gì cả nhà, em đi ra em quay cũng được, em không đi đâu được hết trơn trời. Nhớ lại cái khoảnh khắc đó thiệt là rồi khổ luôn, đau khổ luôn cả nhà. Cái bữa đó mình đó nó vàng khè luôn, hồi em qua em hái bữa cả nhà, tôi có trái cây thì em hái trái cây về luôn, cam á, quậy về quậy uống, trưa này quậy cam uống mát lắm cả nhà.